nhằm thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam sáng ngày 11 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần, chùa Vĩnh Hiệp, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã trao quà cho bà con khó khăn, người già neo đơn trong địa bàn thị xã Ngã Bảy. Buổi trao quà có Đại đức Thích Phước Dũng, Phó ban kiêm Chánh thư ký, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, gia đình chú Cang, thành phố Hồ Chí Minh và quý Phật tử chùa Vĩnh Hiệp. Mùa Du Lan về cũng là lúc những người con Phật hướng lòng hiếu hạnh của mình về hai đấng sinh thành, cũng như mong muốn ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được giáng sanh về cõi lành, để nguyện hồi hướng công đức phước báo ấy và giúp đỡ được bà con khó khăn nơi đây trang trải được phần nào trong cuộc sống. Gia đình chú Cang đã phối hợp cùng Đại đức trụ trì về đây phát quà cho bà con khó khăn. Những phần quà trao đến tay bà con là tất cả tấm lòng của người con Phật nói riêng và của đồng bào dân tộc Việt Nam nói chung, cùng chia ngọt sẻ bùi, thời chiến cũng như thời bình, đều quan tâm yêu thương nhau như khúc ruột của mình. Những phần quà tuy không lớn nhưng cũng góp phần giúp đỡ người nghèo vơi bớt khó khăn, động viên và tiếp thêm sức mạnh, giúp người nghèo có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Được biết trong chuyến trao quà lần này, chùa Vĩnh Hiệp và gia đình chú Cang đã trao 600 phần quà, mỗi phần gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác, tổng chi phí trên 180 triệu đồng. Buổi trao quà kết thúc trong niềm hoan hỷ của những người con Phật và niềm vui của bà con.